Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Gamefinity Thì ở trong cái video này mình sẽ review cho các bạn cái dự án game NFT Game Day mà chúng ta có thể chơi kiếm được tiền luôn ha Thì nó mang tên là Mohan Review ở đây mình sẽ không có nói về chi tiết nữa bởi vì cái dự án này mình giới thiệu cho các bạn khoảng chừng một tháng trước rồi Ở đây thì mình sẽ nói sơ bộ và review lại về cái phần là chúng ta sẽ mở cái box để mà nhận được những cái NFT để mà chúng ta chơi kiếm tiền ha Rồi, ngay trên trang chủ của game Mohan này đó, các bạn thấy được là trong cái game này chúng ta sẽ chơi chủ yếu là ở trên thiết bị di động ha chúng ta cầm điện thoại nè Tại điều hành Android, iOS chúng ta đều có thể chơi được ha thì ở trong cái game này chúng ta sẽ cần có ít nhất là một tới ba con chuột để mà chúng ta sắp thành một cái đội hình và chúng ta tham gia vào một cái trận đấu á chúng ta thắng được rồi chúng ta sinh tồn cuối cùng ha chúng ta sẽ nhận được một cái phần thưởng là một cái rương thì mở cái rương nó ra các bạn sẽ nhận được cái token MHT á thì đây là cái token chính của dạng game này thì các bạn đổi nó ra USDT hoặc là BUSD để mà các bạn rút tiền về các bạn sử dụng ha đó rồi thì về cái roadmap map á mình sẽ cập nhật lại về cái tình hình của cái dự án game này cho các bạn ha thì mình giới thiệu cho các bạn cái game này vào đầu tháng 11 của năm 2021 và hiện tại mình làm video này là vào tháng 2 của 2022 ha đó thì các bạn thấy được cái roadmap map của nó là vào quý 1 của 2022 nó sẽ cho ra mắt cái chế độ chơi là lock and lock nè và có cái phần game là PVE tức là chúng ta có thể chơi và kiếm được tiền rồi đó nó cũng ra cái phần là cái token MHT stacking nè rồi ra mắt mà kịp đó ha về cái phần tiến độ của dự án game này thì mình thấy họ đang đi rất là đúng ha thì sắp tới họ sẽ cho ra mắt cái phần BV để mà chúng ta có thể chơi và kiếm được tiền luôn thì nó sẽ diễn ra trong khoảng thời gian là một cho tới hai tuần nữa sau cái thời điểm mình làm video này thôi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ biết được là tình hình của cái dự án game rồi và chúng ta có thể xem qua về những cái đội ngũ những cái advisor đã phát triển cái dự án game này ha đây các bạn thấy nè đó cái web của họ nhìn rất là đẹp chỉnh chu và cái đồ họa của game rất là hấp dẫn lôi cuốn người chơi rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua cái box cũng như là mua cái NFT và sau đó chúng ta sẽ cùng review để mà mở cái NFT mở cái box đó ra ha rồi đầu tiên khi mà các bạn truy cập vào cái trang chủ của game này là mauhan.com nè các bạn hãy nhấn vào cái phần là marketplace nè đó các bạn mở vào phần đây ha rồi ở đây thì các bạn có thể mua những cái box này với giá là khoảng chừng hiện tại là có 48 đô thôi đó uh, sorry các bạn ha là 48 cái token MHT thì nó khoảng đâu đó là 37 đô 37 uh, BUSD nè đó nó cũng rất là rẻ thì để mà chơi cái game này tốt á các bạn nên mua ít nhất là ba con ha còn đối với những bạn ít vốn thì các bạn vẫn có thể chơi được với điều kiện là các bạn có ít nhất là một cái con chuột như này tức là các bạn có một cái bóc ha rồi thì ở đây mình đã mua một cái bóc trước đây rồi thì lúc mà mình mua là thời điểm đỉnh của cái dạng trên này là nó khoảng đâu đó là 7 mấy tám đô á hiện tại thì nó giảm cũng rất là nhiều ha và lúc này chúng ta chơi đó chúng ta mua vào nó cũng rất là hợp lý đó rồi thì ở đây mình sẽ vào cái ví của mình cái phần inventory nè thì các bạn thấy nha, mình đang có một cái bốc này đó thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem còn đối với ai mà các bạn chưa có thì các bạn hãy truy cập lại vào cái phần là marketplace nè đó các bạn chọn những cái này các bạn mua ha đó thì chúng ta sẽ có ừ, nhiều cái đó. đây các bạn có thể click vào cái phần là explore nè đó các bạn có thể chọn những cái cái bốc mà nó thuộc tính cao hơn ha. Đó, ở đây nó có nhiều cái loại như là Legendary nè, Epic, Rare, rồi Genesis, rồi Heroic ha đây. Thì ở đây mình có thể là chọn những cái con mà cái độ hiếm của nó là ở Rare ha. Đây mình nhấn apply nè. Đó thì những cái box như thế này nó sẽ mắc hơn nhưng mà khi mà các bạn chơi các bạn sẽ dùng những con này các bạn kiếm được nhiều tiền và các bạn dễ dàng chiến thắng hơn ha. Đó tiền nào của nấy mà. Thì ở đây các bạn có thể mua những cái con chuột, những cái bóc nó có cái độ hiếm cao hơn như là Epic này, Legendary. Nó sẽ tùy thuộc vào cái ngân sách của bạn dành cho cái game này ha. Và chúng ta lưu ý là phải kiểm soát cái nguồn vốn của chúng ta khi mà chúng ta chơi game. Rồi thì ở đây mình sẽ không có mua cái bóc mới nữa. Mình chỉ review cho các bạn là chúng ta sẽ mở cái bóc ra và nhận được cái gì ha. Thì trong thời gian tới khi mà game đã ra mắt rồi á thì mình sẽ mua thêm để mình chơi. Mình chơi cùng các bạn luôn. Rồi ở đây mình sẽ truy cập lại vào cái phần inventory của mình nè. Đó. thì các bạn thấy ha, mình đang có một cái bốc là Genesis thì bây giờ mình sẽ mở cái này ra để xem là mình sẽ nhận được cái gì ở trong đây đó mình sẽ nhấn cái phần mai ha rồi thì đây là kết quả mình mở ra cái con NFT cái con chuột của mình từ bốc Genesis ha thì các bạn sẽ thấy được là mỗi một con chuột á nó sẽ có những cái chỉ số và nhiều cái thứ khác nó đặc biệt ha. nó không có con chuột và giống con chuột nào cả thì ở đây do cái con chuột của mình mở ra nó từ cái bốc rất là bình thường cho nên là cái độ hiếm của nó cũng không cao và những cái chỉ số khác nó cũng chỉ làm ở mức tạm bợ thôi đó thì ở đây các bạn có thể đào về các bạn làm avatar các bạn làm gì cũng được ha đó còn hiện tại ngay điểm mình làm video này nó vẫn chưa có ra cái phần PvE để mà chúng ta chơi được thì sau cái khoảng thời gian này khoảng chừng một cho tới hai tuần thì chúng ta sẽ có thể chơi được ha đó rồi thì nếu như các bạn muốn mua thêm thì các bạn có thể nhấn vào cái phần làm marketplace nè đó các bạn mua thêm những cái bốc nó có cái giá trị cao ha kiểu như là các bạn mua những cái con ibis nào hoặc là legendary đó những cái con này thì các bạn mở ra nó sẽ được những cái con chuột đẹp hơn và chúng ta chơi game nó sẽ dễ dàng thẳng hơn đó nhưng mà cái giá của nó hơi cao ha rồi như vậy là ở trong cái video này mình đã review lại cái dạng game mô hình và đã hướng dẫn cho các bạn minh cái con chuột từ cái bóc ra rồi ha thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong tháng 3 của 2022 thì họ sẽ ra mắt cái phần PVE để mà chúng ta có thể join vào chúng ta chơi kiếm được tiền. Thì lúc đó mình sẽ có những cái video hướng dẫn cho các bạn chơi chi tiết hơn. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này đây ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Và đừng quên để lại những cái bình luận bên dưới hoặc là tham gia vào cái cộng đồng Game của bọn mình ha. Link tham gia thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video này.